sáng được một cái cũng như cái trái bom mà nó dạ. thả ở bên gãy ra vậy á, dạ. bắt đầu cái ánh sáng nó chói vào ở trong cái cống hả, dạ, sáng bực ra sạch trường nó bắt đầu cái ông trường nó cái gì hoặc ở trên trời rớt xuống rồi dạ. nó cái bác nó không phải bà đi đó ông trường à. Cái quần ở đây cái ở đây là ông tôi có hỏi ông bác thôi, ở ngoài làng chắc năm thấy ông bác nó không thấy không, nó xuống đây lấy cái xào sọc cũng được mà sọc lại cũng đụng nữa, lấy cái xào á nó cứ làm vô cái bộ đội đây xuống đó đây okay. Là phát sáng chiếu vào chỗ ông tôi cái này là sáng tổ trong nhà nó cũng được cái tiếng bom rất luôn vậy đó mà nó không có ồ ạt mà nó êm nó dịu gớm. Đây là ở phía sau nơi chỗ trận pháp mà ông Tư xốp đé đó mọi người. Sáng hôm nay thì Lộc cũng đến để nghe ông Tư thuyết pháp và kể những câu chuyện tâm linh về chỗ nơi ông Tư xốp đé. Đây là chỗ trận pháp chính mà ông Tư xốp ở phía sau mọi người. Giống như kiểu là me trận mọi người. Đây là khuôn viên ở phía sau mà ông Tư dành cả hơn 40 năm để ẩn tu xốp đé trên núi. Những viên đá mà xốp chồng lên nhau rất là hay luôn mọi người. Lộc xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay thì Lộc cũng đến chỗ cốc ông Tư tu tiên để nghe ông Tư nói về những câu chuyện tâm linh tại nơi ông Tư xốp đá mọi người. Đây là con đường dẫn đi lên trên chỗ ông Tư tu tiên xốp đá. Không biết sáng hôm nay thì ông Tư có đi về chưa thì Lộc không biết. Hiện tại Lộc đang bắt đầu đi lên chỗ cốc ông Tư mọi người. Ở đây thì cũng có rất là nhiều câu chuyện tâm linh nơi ông Tư xốp đế. Đây là con dốc sáng nào ông Tư cũng đi chạy lên đó mọi người. Đây ông Tư đi qua con đường lên bên đây nè. Trên đây là một khu rẫy. Bây giờ thì Lộc sẽ đi lên coi có ông Tư không nha. Tại vì sáng hôm nay thì Lộc đi cũng trễ mọi người. Có ông Tư trên không em? Đây là ở phía trước thì ông Tư sắp rất là nhiều đá luôn nè. Thì có ông Tư mọi người. Sáng hôm qua thì trời mưa mọi người. Buổi sáng thì ông Tư thường thường ngồi phía trước đây để thuyết pháp này. Dạ em chào ông Tư. Dạ. Từ phun xa tiếng gà gáy rộ, dội vào tay liền mở mắt ra, xem giờ vừa đúng canh ba, trong lòng lại nghĩ, liền nghĩ đến trò Kim Sơn. Phật dạy phải có cơn ra thế, cứu nhân gian khỏi bể ái hà, đường tròn đèo ải thẳng xa, tay chồng cất quỷ ma dễ dài. Con mạnh tiếng đường phai trí đạo, giúp được đầu quý báu hơn châu. Thẳng như lâm phải nạn sầu, khuyên con mặc niệm thường câu Di Đà. Chẳng những được trừ tà diệt quái, còn thoát qua khỏi ải gai trong. Con đừng hèn nhát nơi lòng, Tây Phương có Phật khổ trùng ngày đêm. Nguyện độ con gieo thơm giống thiện, quả bồ đề được tiến đến nơi. Phật khuyên con nhớ thêm lời, bởi cơ tận diệt ngừng đầu quá lanh. Khắp thế giới
chung quanh trái đất quỳ quá mùi duyên nghiệp đã thâm, đồng sanh trong cõi tục phàm tạo gây lắm việc hung hăng không lường, tranh lẫn nhau tự cường tự bảo, đủ phương châm trở tráo có lo, dò trong dò biển dở dò, mấy ai lấy thiết mà đo lòng ngự. Câu này rất đúng thờ mạc hạ, quá hiểm sâu lòng giả thế là thế gian, giết người bằng mọi cớ ngon, nghĩa nhân lành mặt đạo tràng ra tay. Khắp Âu Á tranh tài đốc xuất, khởi khí binh ác độc vô ngàn, khí hùng càng lúc càng tăng, tăng cho đến tộc đầu sông mới dùng. Trên con đường tách giáo đạo sẽ gặp nhiều gió bão hải hùng, yêu ma chọn đón khắp cùng, quậy con khéo lấy kiếm từ hồng bảo trong, lưỡi kiếm này biến phân đủ hết, con khéo dùng để dẹp tà tông, gặp khi yêu dụng hỏa công, nhãn bồ đề chú cá hồng niệm ngay. Hỏa yêu trinh thường hay đột xuất, động mới đều có khắp mọi nơi, nó hay khiếu tứ người đời bằng câu danh vọng hoặc là giá cao, gia trụ con nó vào ra dở cửa hợ môn ngớ bớ cho còn đầu tiên chưa quẹn trí thần, đôi khi hờ hững nó lầm xem vô đạo tâm khá quy mô cẩn mật, quẩn cứng như muôn quách núi đồng, sẽ là có phải lo phòng, khó yêu trinh quái khó xong quá nào. Tuy nhiên cũng không sao hết việc, còn có nhiều yêu nghiệt khác hơn, khắp trong thành thị trong làng, tham vô tận quái chúng từng tối lui, từ hạn tuổi nên 10 nên 7 đến cấp người thành đại thành gia, nó thường dùng lấy phép tà cho phốc tốt mắt lòa như xương, nó vừa lừa phỉnh vào đường ở trượt mê hồn như bị thuộc câu miên, tay luôn ham nắm lấy tiền sát nhân bởi ước không kiên muốn gì, hạn bằng tiện thường khi đạo tặc kẻ phú hào chẳng ngớt tham lam, tham vô tận quái khéo làm người đời như kẻ tục phàm đăng tiên. Từ tiềm não đến bên tai mắt, nó thường hay biến các cuộc vui, cái buồn nó muốn cho nguôi, bày trường đổ bát quá mùa tứ hoa, câu thắng bại khi lò mắt độc, tự tay mình khói đục giá danh, gái không còn trọng trí trinh, nắm ném xuân đỡ bạc gieo tình lấy ngon, kể gì lễ quảng ân nhất nhục, chỉ biết câu bán tịch trên kim, nó xúi những kẻ hữu quyền đột ngơ cút nước mưu riêng cho mình, khuyến cho cả sinh linh đồ tháng làm phần rầu quý của oán khắp nơi, nó xúi người nở giết người để mưu lấy của hoặc lầu tặng khen, xúi nghèo khó lòng ghen phú hiểm mưu hại lừa để chiếm cao sang, gớm ghê tuân quát tham tàn khéo lắm tục mù lòa nhân sanh, xúi vợ nở phụ tình chồng khó khiến chồng đem giả bỏ vợ nghèo, xúi con đạo hiếu không theo riêng con no ấm rẻ bèo mẹ cha, nó lại xúi nờ gia xác thịt giữa gia đình cốt ngục bệ hình, dẫn nhau kiện cáo tù hình, mở tranh ruộng đất quỳ canh cửa tiệc, con ơi nhớ lời khuyên của Phật, loại yêu này ác nghiệt vô cùng, cổ kim nào bá nào hùng, nó đều nắm chặt trong lòng bàn tay, cõi thế gian hoa đài tráng lệ, nôi gian đời hương quế út trong, từ ngoài cho đến bên trong nó đều văn bủa lưới trong dễ đời, con chú ý chớ say đừng nhiễm, máng đeo vào mất điểm liên quan, khó mong trở lại niết bàn, đường về cực lạc nếu đàn lấp ngang, con nên nhớ cửa trăng thanh đạm thường an thô mặt tạm qua thời, cho nên dở ngóng sự đầu tham vô tận quái đợi nơi ngày này, nói lòng tối thiết bày đủ lễ khiến vọng tăng bắt bẻ không ra, lòng lòng tâm loạn mắt lò thì là phán đoán chánh tà mất đi, thì lòng phán đoán chánh tà mất đi, kẻ ngu si thì là cái ngũ sĩ thường hay đạo tặc thì là phán đoán chánh tà mất đi, lớp vô minh vô si phát tới xây để xô đẩy vào đường lối nhút nhơ, lạc sai chỉ một đường tơ, muôn năm khó phục như xưa được nào, vậy con ráng gìn sao cho quẹn, Phật trang đang trong trời hạn con, trời hạn con về, đi là nhiệm vụ nặng nề, ráng thành đạt chớ bỏ bê nữa chừng. Nghe đến đây rưng nước mắt liền
liền chắp tay cúi mặt quan lời Phật rằng: này hỡi quan ơn, cõi trần nhằm buổi rớ đời hạ ngân, cũng là ngày tạo nhân phải trả, như hạn kỳ giao trá đến nơi, không phương đi hưởng đổi giờ, thế nào cũng phải vốn lời trả xong. Quay một phải trả chồng năm bảy, càng dài lâu lời lãi càng to, khác nào xả lúa trong mơ, gieo ra có một phái vô gấp mười. Thiện ác cả đâu nâu như thế, không làm sai nguyên trệ mấy nào. Phật rằng: nơi cõi trồng rau, ác tâm đã trạng khí hào đang sung, hung phần cũng sanh trong ngũ địa, cậy trong minh hội kế ngũ hành, vui đùa trong cuộc sát sanh, mạng dông như thể chỉ mạnh treo chuông. Các la hán thập phương thế giới cũng hóa thân vào cõi thế gian, không mừng lời lẽ khiên gan, chủ trương đoàn kết khai đàn trồng sinh, khuyên vũ khí chiến tranh ác độc, đem đỡ làm lợi lộc cho người, riêng mình riêng nước riêng ơi, vung vung nhã đạn giết người đàn ứ, mạng như tử hình tù một loại, sống vợ ngồi pháo cháy mẫu manh, chỉ riêng tộc bệnh hoàn hành, đủ làm khổ não nhân sanh lắm rồi, quyết giết hại nên thôi chớ tạo, thương lẫn nhau cùng áp sớt kia, đừng đem cửa miệng làm bia, ngôn hành phải được nhất tề mới nên. Trừ là hán tri kiên lắm kể, nhưng đời thường bắt bẻ nhiều hơn, mưa sầu luôn ngút quải trần, mắt từ bi ngắm trăm phần xót xa, quả đất ngư rắn già sắp lột, mạng số ngừ gườm bọt nước trong, nay mai sẽ hóa thành không, vậy con nên sớm lập công buổi này, khi con lúc trong gai khuyến thiện, hột sen này hoặc điểm tên con, nếu con đạo hạnh vuông tròn, hột sen này sẽ nở lần xem ra, công bức con ấy là con ngựa, giúp sen này được trổ nên hoa, nhược bằng con ngã đường tà, sen này tắt héo như là đốt thiêu. Sen của con có nhiều quan hệ, sức cảm thông đáo để phi thường, Phật dù ở cõi Tây Phương, ngắm sen tất biết rõ đường con đi. Phật khuyên con khá ghi chặt dạ, cành sen này đậu quả con lơ con nên, khi về con sẽ ngờ lên, mười phương thường gọi rằng tên liên đài. Vậy con ráng từ đây sống bước, phi phàm thân cứu quốc gái trai, quên khi mưa gió dạng dày, đem kỳ khắc tạm đổi ngày quên miên. Kiếm thư hùng Phật khuyên thêm nữa, con nhớ đeo cho bữa nào thôi, ngồi hai tứ quái cả rời, còn nhiều giống quỷ vô hờ đồng đâu. Thứ gọi sách vô đầu thượng quỷ, nó không còn ngô quỷ cấp dây, nơi nào nó cũng quản lai, suối người dâm ái không ngày nào thôi. Nó biến hóa đủ người đủ dạng, ẩn vào trong các hạng gái trai, trẻ già bất luận một ai, để nằm dưới sự khuyến sai quỷ này. Nó thường suối tội gây phản chúa, quỳ công dâm ở giữa cung phi, chúa ăn ở lỡ đạo người, cút con vợ kẻ hạ ti của mình. Mơ sắc đẹp sắc xanh hạ mạng, khẩu khí binh, gieo nạn cho dân, như người trụ kiệt chẳng ngần, toàn là lầm kế biến phong quỷ này. Nó luyện được sợ dây phép đạ, bực thòng tiên khó phá cho ngầu, nếu tâm vận động trần lao, nó dùng dây ới trối nhào không như chơi. Còn đối với hạng người trường tục loại yêu này trói buộc dễ dàng, nó làm tâm trí mê mang, hết còn phân biệt được đàn giá trơn. Nó bất phải lo tầng lo tảo, phóng phong tô điểm dầu mài khắp thân, gây tội ác trong ngần không ngại, miễn được tiền trang trải nọ kia, nào đâu đến cực độ mơ, ngày đêm chẳng ngất lo bờ ưu tư. Vợ ra chồng bị người cướp đoạt, phu ngờ thơ kẻ khác quản quê, gái trai lòng quẩn ngại e sợ người yêu đổi sang bè khác đi, bị chia rẽ hoặc khi bợ bạc, khiến tâm hồn thần sắc kém hao, thuốc men trăm thứ uống vào chẳng tiêu, nỗi khổ ấy cỡ sao cho xiết, đều là do con quỷ ấy gây, nào ai chẳng biết khổ này, nhưng đâu mấy kẻ đủ tài tháng qua. Con ơi, Phật xưa đà lắm kiếp, bị nó dùng dây phép trói trăng, xong nhờ Phật sớm hào quang, vuông hùng cắt đứt khổ nàng vừa qua. Nếu khắp cõi người ta như Phật, loại yêu này khó xét được nào, trường trường chánh chánh một màu, đời cao luân lý đạo cao hạnh lành, cõi khổ não biến thành cực lạc, ngừ năm châu trung cuộc thanh bình, hết lo đến họ đau binh, những điều thấp tiết phá trinh chẳng còn. Tuy bảo thế nhưng con khá hiểu, nghiệp duyên đời chẳng níu từ lâu, lo đền có mấy ai đâu, cứ lo gây mãi đậm sâu nhiều người, vì lẽ ấy luật đời cứ rối, nào oán ân nào mới ghét thương,
trừ qua cống lại lắm lượt, lục nhôm quả cứ con đường mỗi ngày. Đến khi nào ai ai cũng tỉnh, sống độc làm bình tĩnh như nhiên, ngày này thiên hạ mới yên, hòa bình không gọi cũng liền hiện ra. Điều này nếu người ta đồng muốn, trong mắt trời sẽ hưởng được ngay. Đoạn này ta bỗng thở dài, khó làm cho cả nhân rồi nhất tâm. Phật bảo chúa lấy làm kinh hãi, lòng háo sanh cứ dạy chúng sanh. Dù không được hết người lành, chỉ dù một kẻ tu hành cũng nên. Kẻ hữu duyên đang quên căn bổn, lo nhắc cho họ sớm nhớ ra. Một người quy ngưỡng Phật gia sẽ dìu hết kẻ trong nhà đồng tu. Còn ráng lập công phu kỳ chốt, chớ đem lòng hoảng hốt đắn đo. Gặp đường sóng biển gây go, Phật luôn cực sẵn chiếc đò từ bi. Còn ơi chính ngay kỳ mặt pháp, yêu trình hay lóng áp hiền tăng. Ít người trùng tiện quy băng quy căn, còn nhiều theo thiết vô thần nhiều hơn. Xưa đã đạo bàn môn phá Phật, nay vô thần ngu dứt giáo trong. Cháu không chống nổi xe đồng, Phật khuyên con sớm vững lòng độ dân. Trời không ám dừng phần hội thở chút buổi giáo lần mượn khúc tư duy. Phàm nhân bất luận món gì, họ đều lắm khúc không chi răng chờ. Ra đời khá muối dưa đạm bạc, thường tăng vô nhất hoặc không tăng. Tức là khỏi việc lắm ăn, đứng đi ngủ thức nói làm tự do. Sách kinh dẫu muôn hoa chép đỡ, cũng không ngoài nơi lễ ấy đâu. Quậy con chớ quận xa cầu, muôn điều sẵn có trong bầu tánh linh. Suốt đêm thâu tự mình sôi lấy, trí công tìm sẽ thấy mới manh. Chỉ trong một phút cửa mình, bao nhiêu cảnh mộng tan tành còn chi. Giác quá mơ, chung quy có một khác nào như sóng nước không hai. Chớ nên vọng chấp bên ngoài, chỉ dùng trí quán lại ngay trong lòng. Ngược điều này ác không thấy đạo, chỉ luống công giúp giáo kẻ thù. Người đời thường một bữa tu, năm mày mười bỏ công phu chẳng còn. Cũng tự cho là trong Phật tử, đạo cứ tìm trong sử trong kinh. Không soi lại bổn tánh mình, cứ quen như thế mà hành sớm trưa. Rồi rải trách sao chưa phát hệ, đâm nghi ngờ kinh cỡ sai ngon. Cỡ kinh chỉ hướng cho ta, cứ ngồi một chỗ dễ mà tới đâu. Có giống sẵn không âu trồng trĩa, ước mơ xuân há dễ được ăn. Nhìn tay không chịu ngó trăng, lại đem ý trách cho rằng tối đen. Đọa tròn bỏ theo quen lối tục, siêu phàm nhờ đi ngược đường duyên. Đừng màng chúng gọi khùng điên, quay đầu tốt quả, Phật tiên đắc thành. Tuy phải dụng thiên kinh quảng pháp, vì muốn cho phù hợp tánh căn, chung quy có thể nói rằng cũng đồng nghĩa bước ngược đàn trầm duyên. Nói đến đây ta liền cúi lạy xin Phật thương chỉ dạy nguồn cơn, lành thay con hữu thiện duyên. Con Phật bèn nói tiếp con như nguồn nước trôi. Con ơi chính ngay kỳ, con ơi chính giữa kỳ mà thả có tứ yêu tên pháp thần minh. Nó làm cho kẻ tu hành trong khi thiền định đang sanh tán thần, rồi từ đó mê lòng đến ngủ, tâm hết còn tự chủ được không, sẽ là bị nó dắt lòng vào trong cảnh mộng chưa từng thấy ra. Nào lầu cát treo hoa có tuổi, nhiều gái sinh vừa tuổi gắn trăm. Đứa thì mặc lối khiêu dâm, đứa thì lọ thở để làm say mơ. Chúng áp lại vỗ vờ quyến rũ, lầu búm ông chọc bủ dục hình. Không ngờ trong một khắc canh, tự tay quấn cạn thuốc linh trong lò. Kẻ tu niệm bị so vào đấy, như búng rau vào lưới nhuận văn. Chỉ làm mời chúng nó ăn, nẻo hồn, nẻo trồn sanh hẹp lại bằng đường trơ. Thứ yêu này từ xưa đã có, biết bao người vì nó thối tâm. Từ tiên rất đại cõi phàm, nhà tăng hưởng tục không làm chi xong. Con ơi nó vô nghiệp vô cùng, con ơi nó vô cùng ác nghiệp. Trong khi mình chưa được tự do, không nên khinh sức hưởng hồ, khá phòng như kẻ giữ kho của tiền. Ấy là lúc đầu tiên hành đạo, tỏ ngộ rồi túng tháo tự nhiên. Khi què chân bước chưa yên, tự nhiên bỏ gậy ngã nghiêng tức thời. Luật giáo vốn là nơi ta trúc, khá nương theo chớ phút nào rồi. Dù cho mưa nghiệt khắp trời, không làm ước ác được người trong yên. Lời bảo này con cơ nên ghi nhớ, để ra đầu nhắc nhở người ta. Phá thần minh thứ yêu ma, mỗi khi tới kẻ tăng già trì trai, nó liền nhớ, nó liền suối nhớ ngay cá thịt, bất thèm thuần kích thích muốn ăn. Trong khi một khi kém sự nhõng dằn, tự tay trở đũa lục răng bất cần. Giờ tụng niệm hột cơn bá sám, khiến trong người hôn ám mỏi mơ, dần già đến khách trở bơ, hoặc là tụng niệm hơ hơ lấy trần.
Nó có phép hôn phòng á nhãn, ai luôn ai lâm vào cuồng loạn cả tâm, mắt xem chẳng biết xiển thâm, tai nghe không rõ đâu làm đâu không. Nói cứ nói rắn rồng chẳng hẳn, ý thức mờ như khoảng lơ mình, nó là mẹ đẻ tạo tình, chúng sanh vì nó xuống lên ta bà. Từ muôn kiếp lâu xa trở lại, cứ chết rồi liền tái sanh ra, rồi lăn trong khúc ái hà, sình lên rập xuống cỡ ra sau cùng. Sự khổ nạn chất trồng khắp đất, không lúc nào ngược được tảnh thơ, bốn mùa không lúc nào rời, đông thời lạnh lẽo hạ thời nó môi. Xuân mưa tạt thu trời giông tố, ngặt nghèo đều khô độ, khô khổ nhiều nhau. Trong khi đố phải ăn vào, ăn rồi lại bắt lo nào kêu ra, bao nhiêu đó cũng là cái khổ. Huống chi là tọc nọ tọc kia, xác thân đòi phải cao kìa, qua cơn ăn uống tới bề mặt mang. Dầu muốn được cao sang hơn nữa, nào các lầu e ngựa ngọc ngà, nghèo thờ trầm tảo bôn ba, lo cùng hai bữa lo nhà để nương. Quên hết lúc dằm thương quả mại, lóng chen đau cho lại quá ngự, không ngày nào được nghỉ ngơi, cứ lo cho đến thở hơi cuối cùng. Cái khổ này ha không đáng chán, còn ra nhiều còn ngồi. Cái khổ này ha không đáng chán, ngồi ra còn nhiều nạn khác hơn. Cháy nhà hoặc bị nước dưng, rất thiêu trong lửa bỏ thân dưới triều. Người đã bị nhà thiêu nước cuốn, phải sạch tay chén muỗng không còn. Bào hao nào vợ nào con, ôm nhau mà khóc chứ còn biết chi. Cảnh này há con si nghĩ trốn, để lâm vào mới hớ kịp đâu. Quậy con nhớ rõ từ câu. Ra đời cỡ rõ đuôi đầu người nghe, kể thế gian thường khoe sung sướng, đó là người làm tưởng đấy thôi. Một phen thẩm xét cạn rồi, thấy đời khổ não hơn ngồi tù lao. Khổ bệnh hoạn nào ai tránh khỏi, đau chỗ nào cũng gọi sống trang. Ngày qua là một ngày tàn, trẻ rồi già tới bước sang tử kỳ. Đẹp cho mấy cũng quy lại thổ, sang đến đâu cũng số bá niên. Ngày qua ngày đêm tối tháng lèn đèn, mạng như than lửa có yên trong lò. Khổ nào nói sao cho cùng được, người luôn công mưu chút trường miên. Chỉ làm một việc không điên, có đâu tồn tại cho riêng mình dùng. Vì thân sống ngược trong hạ giới, quý công lao dùng mọi cái ngon. Nỡ gây ra lắm tội ơn, nhưng thân sống chẳng bảo tồn dài lâu. Chi bằng tạo lấy câu bác ái, giúp đỡ nhau bớt cái khổ nạn. Không làm kẻ trách người than, sống trong hành động sống làng kính yêu. Buổi bình sanh tiêu diêu vô lự, khi tạ trần được ngự cỏ thanh, được như thế tất an lành. Đồng thời các cuộc tranh giành liền ngưng, các hiền thánh không còn giảng dạy, đời tự nhiên trở lại chuyện luôn. Con ô tiệt giả đâu đường, ít ai chịu khó suy luận cho ra. Bị lãm pháp của ma ngu động, tự quên đi căn bổn của mình, bao nhiêu tâm trí quang minh trở nên đen tối, tự nhìn hang sâu. Trong nhà đạo chấp câu vô hủ, ngồi trường đầu bám sự ngã nhân. Nay nhằm thời buổi hạ ngân, lòng câu nợ gấp mấy lần hơn xưa. Chỗ nào cũng ghét ưa hai thứ, khiến người đời đa sự ưu tư. Ghét thì tìm cách xa trừ, yêu thì thương thì lo liệu cho như ý mình. Nó là gốc để sanh các cuộc binh nó rồi, ngà sẽ được an cư con ư. Nhưng nó có trừ bổ vị đối cảnh thì người quan tâm. Trong lúc đó đã làm duyên cớ cho thứ này xem mó vào trong, tự chia ranh giới nơi lòng, từ đây dẫn đến tụ trọng nghiệp duyên. Lắm cái đó căn nguyên sự khổ, nhưng không lo hối ngộ tu thân, ấy là nghiệp nạn bến trần, không giờ phút rảnh để gần hoặc gia. Hạng người ấy khó mà giáo độ, bởi cỡ cơ của họ xem thường. Từ bi quẩn rẳng sẵn lòng thương, nghe công cũng cứ một đường giáo khuyên. Xưa Phật đã tiếp liên nhiều kiếp, gánh biết bao tai nghiệp cho người. Thượng căn Phật trí bằng lời, hạ căn trí của cho đời ấm no. Nhiều lúc tự đem cho con vợ, giúp những người câu quả lẻ loi. Thí thân cho cọp làm mờ, trí luôn cả máu cho rồi quỷ ma. Đem não óc bởi hồ có thuốc, cứu cha già trong lúc bệnh nghi. Nói chung bất luận việc gì, Phật điều công chúc tiết gì của đời. Việc làm ấy cỡ thơ vô số, gieo nhân lành khắp chỗ mọi nơi. Vua quan dân thứ lớn người, lánh xa tục lự đạt nơi bồ đề. Cũng lắm kẻ còn mơ chưa tỉnh, Phật không ngưng dùng ánh hào quang chiếu soi khắp não đàn. Phá cơn tâm tới cứu hàng thiện duyên, chính con nay đang yên giấc ngủ, hóa mộng lành Phật phủ lấy con, đem về cho biết kim sơn một phương trong những muôn phương Phật dùng. Hơn nữa hiện ở trong thế giới
các loài yêu khí giới khở mọi nơi đồng mưu sát hại người đời bằng muôn hoặc quái cỡ to sao còn. Có một điều con không nên trở, hãy nói mau cho kẻ tròn hay, sớm đông chiều lậu về tây, hai con rắn độc ở ngay trong phòng. Nó đã sống lâu hơn bàn cổ, sức lớn không so độ nào bằng, ngày đêm bò lội xung chăng, gặp người gian ác bất ăn không chừa. Nay cõi thế gặp cơ tổng diệt, con quái này thêm việc thành thông, dù đem bơm lửa xuống đồng, chỉ là chọc giận nơi lòng nó thôi. Dùng khí dấu thêm hơi cho nó, hại nhiều người chứ có ích gì. Bánh xe nhục nghiệp lăn đi, tránh sao cho khỏi thời kỳ này đâu. Phật biết bỏ, Phật biết rõ đuôi đầu tự tử, muốn cho người bỏ giữ làm lành. Rắn dù có lắm hút nhanh cũng không sát hại mạng sanh được nào. Người nghe qua tưởng đâu đầu phỉnh, gặp nó rồi mới tính sau đây. Kêu trời trời cũng con tay, réo thần thần cũng đứng ngoài mà trông. Hãy liệu trước nếu không kẻo không tránh kịp, hãy liệu trước nếu không kẻo không tránh kịp. Đến việc rồi vậy, đến nước rồi mọi việc dài hưu, chuyện này cho đất la u đê đầu niệm Phật xin mưu cứu đời. Phật liền vỗ vào quay nhẹ nhẹ, rồi ung dung kiếp tở thêm lên. Này con để dạ đừng quên, sau khi đức thức giấc đem phiêu ngờ đời, trước khi cuộc non giờ biển đổi, chúng sanh công, chúng sanh trong khắp cõi trần 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 gian, chúng sanh trong chúng sanh trong khắp cõi trần dương, đông tây nam bắc bốn phương, hướng nào cũng nhớ niệm Luân Di Đà. Lòng ngày đêm không xa sáu chữ, tức sẽ từ rắn rữ được ngay. Pháp môn tuy có nhiều thay, hạ ngưng niệm Phật mỗi ngày cũng nên. Niệm Di Đà đừng quên hướng thiện, thì tay ương có quyển ly thân, chớ nên chờ họ đến gần mới ra công niệm mất quần ứng linh. Con khá khiêm người gìn đức trí, lòng tỷ trung quyết định không quên. Đường xa càng bước càng bền, như người tìm mẹ lâu niên lạc lòi. Chẳng quản lúc trong gai mưa nắng, mẹ khi nào tìm đẳng mất thôi. Tu hành cũng thế con ơi, muốn về gặp Phật cùng ngầu trồ sen. Ông Tư, cho ông hỏi là ngày xưa ông Tư tu tiên trên đây á, ông Tư có gặp những cái chuyện tâm linh thì ở trên chỗ mình sắp đé không Tư? Có chưa? Có, dạ ông Tư khởi con nghe xíu Tư. Khởi rồi, để rồi nào có một thằng phát nó ở nó tu đi cho lúa là 8-7 đó làm nó làm chứng chú cả giờ. Có rồi không có sao tu. Dạ, ấy là ông Tư kể về nhà, ông Tư gặp ba hào quang chiếu xuống quấn quanh ông Tư á. Đó là đầu tiên á, đầu tiên ông Tư xuống đây á là sau khi một giờ ra chỗ cây gốc kia là đi tiểu là bắt đầu tiên đó là nó phóng hào quang, không phóng hào quang là hai cái chân mày đây quay đây mình đó đó rồi mình giúp mình cái vậy cái ban đầu thì cũng nghi rồi rồi gì đó rồi cái bắt đầu chưa có hiểu rồi bắt đầu cái ra về ông chùa cây gặp ông 80 gần 90 tuổi rồi hỏi cái sao vậy anh ba. Ông đó ông tôi của chùa đó là ông là bà con ông bác kêu mà anh ba đó bắt đầu nói quật ổ á, nói một ổ vậy phải cái này là cái hiệu diệu gì bác cho mình biết đây. Rồi bắt đầu cái ông tôi tìm ra trong cái biện pháp đó. Rồi có ngày ông sáu đời muốn nói đó. Khi diệt đoạn nhãn nhĩ tri triệt thân ý cho định tịnh lại thì lục căn nó xuất phát nơi chân mày hàng phóng bậc tài quan nó mới ai với lại phóng bậc tài quan thì tiên kêu là hình nha sanh bạch tiết phát ấy là ấn cứng ứng nghiệm của ba nhà Phật thánh tiên nên Phật liền ra Muni Bố Châu tiên liền ra thứ mới Hiền Châu thánh liền ra cổ khúc Minh Châu đó là sự mầu nhiệm của cái mấy tu luyện trong tam giáo. Nếu tam giáo không tu luyện hành diệu pháp vậy chứ phật pháp nào mà nói ra cảnh tượng như ấy. Còn nhiều thúng quả thang quan quả châu công Khổng Tử cũng học trên nhất chấp trung tâm pháp bí mật mà thành tánh tránh trương trường yêu quản thế ấy là con truyền tâm pháp bí mật trong cách tiên đó chẳng phải truyền quan tử không mà nói sẽ hồi không hành yêu lý nên phải gặp tam giáo vừa gặp chân sư thì biết diệu lý bí mật của bậc tánh tiên mới đặng. Nếu không lý nhà tiên mà không văn không Phật pháp mà có chấp một nhánh thành bệnh không nhà Phật không hiểu cốt chỉ nhà nho thì bọn cuồng học kia lưu đó phải dùng đạo thích mà tán ngộ dùng đạo nho mà công phu dùng đừng đạo nho mà công phu phải dùng đạo thức mà tám ngộ dùng đạo tiên mà công phu dùng đạo nho mà biết chỗ sử dụng thứ lớp chứ chẳng phải tam giáo dạy tụng đọc phải ngồi tự nhiên đó mà thành đạt. Đã hỏi đã cái đường đi ba cái đường đang giảng để giảng tiếp đi. Dạ.
Đường xa càng bước càng bền, như người tìm mẹ lâu niên lạc lòi. Chẳng quản lúc trong gai mưa nắng, mẹ khi nào tìm đặng mất rơi. Tu hành cũng tới con ơi, muốn về cặp Phật cùng màu tổ sen. Chẳng để phút nào quên chúng Phật, dù xét thân lắm lúc gian lao. Phật xưa khổ hạnh ngần nào, công nghiêng ngã mới đứng vào Như Lai. Trước Phật có vô biên sanh chúng, đủ chân tu được chúng niết bàn. Phật không riêng ở Tây Phan, mười phương đâu cũng có hàng Như Lai. Nào khác chi Đông Tây Âu Á, nước nào mà chẳng có người ta. Nước thì nghèo khổ xấu xa, nước thì giàu có lầu tòa vinh quang. Lấy việc này bắt sang việc khác, có chúng sanh thì Phật nào không. Hãy tin tưởng mạnh nơi lòng, để cùng Như Phật cùng ngồi cung liên đài. Kể từ đây đến ngày tổng thế, nơi liên trì Phật đỡ nhiều ho. Chờ người nơi cõi ta bà, khi sang đây có dùng mà làm châu. Sự mầu nhiệm vô ngành tộc bậc, toàn là do công đức tương ưng. Trong ho tất có tức thần an trụ chiếm từng liên ho. Thân sen hoàng trong tòa ho báu, cõi thế gian khó tạo cho ra. Có muôn ánh sáng chối lò, càng trong càng bách sanh ra kính vị. Trong ánh sáng ẩn quy hương quý, rất thơm tho khác vị hương phàm. Cõi này sao chẳng thấy tham, lại đem lòng mến thế gian mới kỳ. Người cõi sen mở khi khởi niệm, đức ứng ngay theo điểm của mình. Việc nào cũng rất ngụ linh, những điều gọi trái ý mình là không. Muốn nghe nhạc đức trong lòng gió, thổi vào cây liều có nhạc nghe. Thân cây màu sắc trong quê, hoặc nào mình muốn tức là hiện ngay. Kể cho nghe những bài vô thượng, thật ngồi điều tưởng tượng của mình. Cõi này có Phật tạo nên, bằng nguồn công đức xây trên tu hành. Những người được thân sanh vào đấy, trong lòng không hề thấy chán chê. Đạo màu càng lúc càng mơ, như dân nghèo khổ được nhà vua. Chúng cõi hạ tích ưa châu ngọc, giết hại nhau bất lột liền tay. Cõi sen châu ngọc làm cây, bạc vàng làm đất, rốt đời khắp nơi. Gia tri quý không ngừng giành giật, chẳng một ai thiếu thuốc thiếu hụt món chi. Lại thêm bất luận việc gì, hãy lòng nếu muốn tức thì có ngay. Chúng sanh sống trong ngày đau khổ, sao lại không về chỗ bố này. Từ xưa cho tới ngày nay, Phật hằng chờ đón, không ngày nào ngơ, bao lâu Phật cũng chờ đậu mãi. Nhưng người đời ít thấy ai sang, vì mang nợ tế đa đoan, không giờ phút rảnh để sang bên này. Lắm kẻ tính đi ngay cho tối, xong nửa đường rẽ lối bỏ đi. Biết bao nhiêu kiếp diệu trì, đến nay cũng chữa nó thấy gì phát tâm. Lễ nào pháp đành rằng mắt ngõ, nhưng có tìm tốt rõ mới manh. Quyết tu thì ác sẽ thành, có trọng có hưởng há rằng không ngờ. Còn đó ơi. Dạ dạ cảm ơn ông Tư. Dạ. Cái bài là tôi giảng 5 tiếng một đó. Vậy 5 tiếng luôn ông Tư. Một bài giảng mà. Dạ. Ta nghe qua đây ta nghe rồi ta đã đổi lấy rồi kia chút kia rồi bữa rồi lại cái bắt đầu đấy ngay chỗ đó giảng tới kìa. Dạ. Dạ tại vì con lên đây con định hỏi là có mấy câu chuyện tâm linh mà hồi trước có nhiều người ngủ ở sau cái bãi đá của mình nè. Rồi có gặp người này người kia rồi có nghe âm thanh này âm thanh kia. Con cũng có nghe người dân nói nhiều nên là ngày hôm nay con muốn lên hỏi ông Tư về những cái câu chuyện tâm linh ở xung quanh cái bãi đá của mình á ông Tư. Rồi ông Tư xếp đá. Rồi cái này thì khi ngủ ở đó thì ở đây có đồng phát thằng đệ tử á rồi kia biết thằng nhà gà biết đó, nó ở chùa nó giáo đốc á. Nó đang tụ bảy năm à. Dạ, nó đang nó ngủ chút kìa. Dạ. Để vô chỗ cái kia nó cọc cái cây cọc cái giống đó. Dạ. Mới nằm đó nó kiểu rửa ngủ ở biểu đi đi. Dạ. Không bao giờ ngủ có đây. Rồi cái nó lọt lọt cái nó lấy vô đó. Nó táo rồi nó táo trụ luôn ở vô đó. Dạ. Còn ở đây là bà đây kia cũng về đây tham đỡ. Dạ. Thì 4 giờ sáng đó là ông ngoại với thằng Phát thằng ngồi ở đây nè uống cà phê nè cái bắt đầu cái bả lại chỗ đây bả lồn ở đây nó dạ. Quất lên cái sáng lên một cái cũng như cái trái bom mà nó dạ. Thả ở bên gãy ra vậy á dạ. Cái bắt đầu cái ánh sáng nó chiếu vô ở trong cái ở trong cái cống này dạ, sáng bực ra sạch tường nó bắt đầu cái ông tường nó chết đi cái gì hoặc ở trên trời rớt xuống rồi yeah. Bác nó cái bác nó không phải bà đi đó ông Tư à cái quần ở đây cái chỗ cái đọt cái đọt cái bùa đây rồi xuống cái đọt bùa đây mà cứ cái gì nè cái gì quần này quần một hồi á một hồi cũng được mấy phút còn mới bắt đầu cái
bay xuống dưới hồi thì cầu ra bay xuống dưới đó, xuống dưới là cái quần ở đây cũng vậy này, vậy này quần mình đẹp bơm mà nó mát dữ à, mà cái ánh sáng nó ngủ được quá lấy đồ được mà ở đây là ở tôi có hỏi ông bác thôi, ở ngoài làng chắc năm thấy rồi, bác nó không thấy rồi, nó xuống đây lấy cái xào thọc cũng được mà thọc lại cũng đụng mà lấy cái xào á, nó cứ làm vô cái quần lại đây xuống đó đây, okay. Phát sáng chiếu vào chỗ ông tư cái này là sáng tổ trong nhà đó cũng được cái sáng bơm lúc cũng vậy đó, mà nó không có ồ ạt mà nó êm nó dịu gớm mà còn mát nữa, nó mát rồi đúng rồi, nó vậy mất rồi luôn ha, cái quan ở đâu ở đây còn khi mà ông tôi xuống được câu mới ba năm ăn ngang khi theo ông Hoàng Thánh á, câu ba năm á là trong ba cái ca và ba Hoàng Thánh á là cái xuống ông Hoàng Thánh là tôi ca rắn rồi nó cũng vô dưới nữa, rắn rồi nó vô đây lại nó bu ra nó bu còn một quái nè, nó mà ở đây là các bắt đầu không thấy cái đầu nó nằm ở đó, nó cũng nằm dài theo cái ấy xe băng để cái tròn xuống đó ở đó mà cái ông quan ngờ qua đây để cái lúc mình dậy dầu quốc tròn của đâu mình rút dần đó, cái nó trong ruột đó cái rồi cũng bắt đầu liệt tiết đó rồi đi trong mảng ông tôi vô. Con nghĩ là ngày xưa thì ông Tư tu ở đây thì ông Tư thuyết pháp rồi những rắn đít và tất cả cỏ cây gắn thiết rồi xuống đây để nghe ông từ thiết pháp thiết nè ông từ gom nó là chiến nè, nó là thiên thạch, nó không phải là đá đâu, nó là thiên thạch, cái tuổi năm sốt rồi đi rồi gắn nó mấy chục năm mà nó đi rồi, nó ở vậy nó đâu phải trời tình thương. Như là có cái ông anh nào mà lúc ông Tư nói là đi trên xuống mà đi vào trận pháp của ông Tư mà đi vào được mà đi ra không được ông Tư? Cái hình đó nó ở quận phương á, thằng tỷ nó ra thần tỵ nó tu tỵ mà nó ra thần tỵ mà nó cũng tu ở đâu biết là ông lên đây ông đi chặt cái cây gì nấu thuốc người ta ở trên gặp ông ra cái ông ghét cũng có nhỏ rồi ông xuống ông vô cái ông trong này đang học pháp cái ông Tương Tư hỏi cái gì mày con đi vô con biết ngoài ra ông đi ra giống con nữa thì mày đi qua nó ra nó con đi miết rồi cũng tổ đây à là tẩy á cái ông không biết ông làm ra không biết mà ông đi vô xe đây ông bút xuống ông chạy xuống cái đồ chết mẹ nè, cái bắt đầu nó lọt qua cái hàng đá nó giọt lọt cái cây chuối mà cái đó là gãy thì gãy cổ gãy đầu á, cái trong cái trong chết mẹ sao cái gặp mấy thằng dưới kia thằng Ly rồi dưới kia kêu lên kêu lên kéo nó ra xe rồi ở trong cái bụi chuối á, cái lên nó kéo ra mà nó không đau á, tụt cút. Ở đây là ở lại đây lên mình cái tâm mình cái tâm của mình á, hướng về Phật về trên ông biết hết rồi, ông đừng có nói đâu, ông được đâu, mà ông thượng đó biết bây giờ sao nhường tâm thanh nhất niệm thiên địa phát gia tri, nghĩa là trong lòng mình chúng chi mà chưa ứng lộ ra, ông biết rồi 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 đó ông được, còn hoặc cũng vậy, mấy ông phép của con mình nhiều, nhưng mà làm gì ông biết, nó vậy đó, còn ở đây thôi đến nỗi mà rắn mà cắn đâu nữa à, nó cắn đâu ông cây bông cái gì đó, ông rút nè, bắt đầu trao cọc cái cây gì chết cho nó ấy do nó đẹp á, cái chỗ hàng đá kìa. Cái ông chú rồng mũi ông con đó rồng mũi thằng cái à cái bắt đầu cho trước con ông nó cắn đầu mày cái bắt đầu rồi rút ra đồ cọc là cái nữa ông quất mũi nữa cái bắt đầu trồng rắn mà nó đồng cái mà cái nút da nó xấu mặt cặp mắt con lúa vậy mày cái bắt nó phun lên rồi đây nó phun lên cắn này coi à cái bắt đầu cái đụng chết mẹ sao ta cái bà mày ra làm ráng ra tập cho 10 giờ rồi vô ông cô bà nó vô khách vô cô mà nó làm ráng á cái này sao nếu nhất là nó chạy mà cái nó khung đâu có cởi áo đồ ra được mà áo nó khung bự rồi bắt đầu cái sao nó không chạy vô cái này là tao biết rồi rồi tốt luôn cái ăn cơm rồi xong tốt chuyện về ở nhà rồi với thằng bác á thằng trợ tử ngồi cái nó một cái tay thuốc rồi xong đó nhưng mà còn mấy cái cây rồi nó từng đó rằng nó đang cắn mà nếu cái điểm không mạnh là nó đẩy ra cái điểm nó đẩy ra nó còn đồ nó vô cưa là cái tay này được à đúng rồi con rắn độc thịt công nữa một tuần lễ mà nó 24 ngày 24 giờ nó hết rồi cách tuần lễ nó cũng nuốt nữa rồi đó mà 2 mũi rồi đó
chu không gỡ đó cắn ông tư 22 lá luôn à, à cái nó trung nó cỡ nè chu còn cái ấy nó rồi đã ấm rồi dạ. Bị đáng cắn ông tư cứ để đó rồi tự hết vậy thôi ông tư à, cái là nó không có nhúc vô trong đây còn nhúc này dạ. Là có nhúc được cô cái chạy dạ. Đường đó lúc là đó biết ông thượng đế rồi ông thượng đế ông phải rồi dạ. Ông với ai ông với ai nữa lúc đó cắn thì ông tư có cột cái tay lại không không dạ, tư gỡ liên tự nhiên là vậy đó dạ. Nó sinh phát dỗi cái khớp tay cái quảnh này không à này không này tự nhiên à nó không có nhúc không có nhớ không có cái gì á nghe ông tư nói mà tay sưng còn bự bằng cái tay áo mà ông tư ờ lúc nó ừ. Nó lẹ ra tao nói rồi bây giờ nhúc nó nhúc là tao chạy dạ. Chạy nó giờ thương đâu được dạ, đúng rồi nó tới sao ủa cái má khẩu cái trong nút của không kỳ ra nó nút ra vô ra ăn cung cái cũng một nó cũng dễ ơi dạ. Rồi ngày này ngày đó nó cũng dễ cái chừng đó về nó sờm rầm rầm á đây có thể gọi là một câu chuyện lạ có thật nha quý bà con ông tư bị rắn cắn mà còn bị cắn hai phát trên hai một bàn tay luôn rồi tay sưng to nhưng mà lại không chạy vô người chỉ sưng cái tay một tuần tự hết thường mấy những người bị rắn cắn ông tư là phải cột ngay chỗ đây chứ không là chạy lên đây là đến mà tim mà mình là mình mất hết tao đâu có biết rồi mà nó cắn ở bàn cũng tệ nè mà nó cũng ở trong chỗ đây vô cái bàn tay vô ra không ai còn trong đây cũng tự nhiên vậy mà nó dạ. Nó sưng rồi cũng như mình thở cái bong bóng vậy nó sưng liền lên nữa dạ. Thôi nữa ông tư gì tiếng Pháp nữa tụi con cảm ơn ông tư rất là nhiều cũng có nhiều quý bà con cũng hỏi thăm và gửi lời chúc sức khỏe tới ông tư cũng cảm ơn ông tư về những cái bài thuyết pháp tuyệt vời này cái đi là thường đi rồi rồi giảng cho nó hết bài cho người ta dạ. Ý của mình vậy đó dạ. Một vòng mà bài nào nó giảng chậm là để buổi sau năm tiếng ngồi luôn dạ để buổi sau tụi con vô ông tư giảng tiếp nha ông tư dạ đó rồi mày bảo gửi công nhận tụi mày tao biết tụi mày rồi dạ. Rồi cố gắng này là cái lúc đó nó để tụi mình cái cổ nhớ ra mới hết cái đó.